You are a marvel. Con là người tuyệt vời nhất. Each second we live is a new and unique moment of the universe that will never be again. And what do we teach our children? That 2 and 2 make 4, and that Paris is the capital of France. Mỗi giây phút chúng ta sống đều mới mẻ và sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa, chúng ta dạy cho con cái chúng ta những điều gì? We should say to each of them Do you know what you are? You are a marvel. You are unique. In all the years that have passed, there has never been another child like you. Your legs, your arms, your clever fingers, the way you move, dot all are wonderful. Chúng ta nên nói với chúng rằng, con có biết con là ai không? Con thật tuyệt vời và không ai giống con cả. Từ xưa đến nay, chưa có một đứa trẻ nào như con cả. Đôi chân con, cả đôi tay, cả những ngón tay xinh, cả dáng đi của con nữa, tất cả đều thật tuyệt vời. You may become a Shakespeare, a Michelangelo, a Beethoven. You have the capacity for anything. Yes. You are a marvel and when you grow up can you then harm another who is like you a marvel Con có thể sẽ trở thành một người như Shakespeare, như Michelangelo hay như Beethoven. Con có thể làm được mọi thứ. Đúng thế. Con là người tuyệt vời nhất. Và khi lớn lên, liệu con có thể làm tổn thương đến một người nào đó cũng là người tuyệt vời như con không? We must all work to make the world worthy of its children. Tất cả chúng ta phải làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp để xứng đáng với những đứa trẻ tuyệt vời của nó. Pablo Casals. What we sincerely believe regarding ourselves is true for us. Những gì chúng ta thật sự tin vào bản thân chúng ta đều đúng. Orison Swett Marden. If you treat an individual as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought to be and could be. Nếu bạn đối xử với một người như thể những gì người đó phải trở thành hay có thể trở thành, người đó sẽ trở nên như vậy. Johann Wolfgang von Goethe On Parenting Sự quan tâm chia se của cha mẹ The quieter you become. the more you can hear. Càng trong tĩnh lặng, bạn càng lắng nghe được nhiều hơn. Baba Ram Dass.